Đây là ba người bạn sinh viên, họ cùng sống chung trong một căn nhà. Cuộc sống học hành đang êm đềm thì bất chợt biến cố ập đến. Thứ dẫn đến bi kịch hôm nay chính là tiền, rất nhiều tiền, một vali tiền. Ba người chơi thân thì một người chết, một người bị thương, người còn lại bỏ trốn. Hôm nay mang đến mọi người bộ phim cực kỳ gay cấn và ý nghĩa, Ngôi mộ hở. Nó sẽ cho chúng ta thấm nhuần câu nói, cách nhanh nhất hủy hoại một con người là cho họ rất nhiều tiền. Ba cô cậu này là bạn tam bạn thân, hiện đang sống tại một căn hộ đi thuê. Kẻ đi thuê phòng lại đăng tin cho người khác thuê. Do ngôi nhà nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, rất nhiều người từ sinh viên đến đang đi làm đều tới hỏi. Có điều mấy tướng này lắm trò quái dở, kiểu đang cho vui chứ không có nhu cầu giảm bớt gánh nặng kinh tế. Cho thuê nhà mà phỏng vấn không khác gì đang tuyển kỹ sư giám đốc, hỏi hết về trình độ học vấn đến sở thích bản thân. Xong rồi chuyển sang tôn giáo và điều kiện kinh tế. Ba đứa ba sở trường khác nhau, bọn nó mang hết ra yêu cầu người xin trọ đáp ứng. Chốt lại chỉ chụp kiểu ảnh làm kỷ niệm rồi tiếng khách. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như thế, ngày đi làm chiều đánh tennis, tối lái xe dạo phố cùng đôi ba lời cãi nhau vặt vãnh. Hôm nay có một người đàn ông đứng tuổi gõ cửa, Juliet tươi cười mời khách vào nhà. Cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ, anh ta giới thiệu mình tên Hugo, một nhà văn mới ở nơi xa đến. Họ cùng nhau ngắm một bức ảnh và bàn luận về nó, có vẻ cô bác sĩ trẻ đã có thiện cảm và muốn chia sẻ căn hộ. Trước mặt Alex, Juliet hết lời ca ngợi anh nhà văn. David thì chẳng quan tâm lắm, miễn hắn ta không lập dị là được. Đi làm về đã mệt bỏ mẹ nên được cứ hỏi nhiều. Cậu nói vài ba câu bực dọc, quay lại lấy lá thư mẹ gửi rồi nhanh chóng lên phòng. Ngay tối hôm đó cuộc phỏng vấn diễn ra, có điều lần này thân thiện hơn khi địa điểm là bàn ăn. Mọi chuyện tiến triển thuận lợi, hợp đồng mồm chính thức được ký kết. Hugo lấy ra số tiền đã chuẩn bị sẵn trả trước như thông báo. Alex cúi xuống tranh thủ hít mùi thơm của tiền mặt. David thì hỏi vị khách câu bông đùa, anh đã từng giết người chưa? Đầu lắc mồm nói không, nhưng Hugo đang nghĩ lại chính xác việc đó. Cũng may là chẳng ai trong số đám nhóc có siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác. Hôm sau Hugo xách hai chiếc vali đến, điệu bộ rón rén lắm như kiểu không muốn ai trông thấy, vào phòng ngay lập tức khóa trái cửa. Tiếng chuông reo báo hiệu cho một ngày mới. Mọi người tất tưởi dậy chuẩn bị đến chỗ làm. Điều kỳ lạ là không ai thấy Hugo đâu cả, chiếc xe vẫn đỗ ở trước cửa nhà. Đến chiều muộn mà bóng dáng ông bạn mới vẫn mất hút, chìa khóa còn cắm ở ổ. Juliet liền bảo Alex phá cửa vào xem sao, sau vài cái đạp chân giả vờ, cả bọn ghé vai cùng nhau đẩy. Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba câm nín. Hugo đang nằm chết trên giường trong tình trạng khỏa thân. Alex nhanh chóng kéo cửa rèm, Juliet tiến lại kiểm tra thi thể. Tiện tay cô vứt mắt quấn chăn cho người quá cố. Sau một hồi lục lọi, Alex phát hiện ra ống tiêm và ma túy. Họ đi đến kết luận Hugo chết vì chơi thuốc quá liều. Juliet có chút hoang mang ra ngoài quay số đến đồn cảnh sát. Đúng lúc ấy Alex tìm thấy một chiếc vali trong gầm giường. Hơi thở dồn dập bê ra chừng trước mặt con bạn. Một cuộc họp khẩn cấp được mở ra. Ba người ngồi với đống tiền trên bàn. Họ thảo luận xem sẽ giữ lại tiêu hay khai báo với cảnh sát. David và Juliet đều không đồng ý vì cho rằng như thế là phạm pháp. Alex cũng đành chịu với số đông. Gọi cảnh sát đi, tớ sẽ không cản các cậu. Lúc này hai người còn lại đang bận ngồi nuốt nước bọt. Tuy có đấu tranh tư tưởng nhưng số tiền đó quả thật quá hấp dẫn. Họ hết nhìn nhau rồi nhìn lên bàn cười khoái trá. Thế là cái vali được khóa lại đặt nguyên vị trí cũ, cái xác vẫn giữ nguyên tư thế trong phòng. Cả bọn đi làm để khỏi bị trừ lương. Tối về mỗi người một việc, ai cũng có lý do riêng để không báo cảnh sát. Cuối cùng họ quyết định sẽ ỉm đi chuyện này. Dù sao Hugo cũng mới đến được một ngày, không ai biết tới sự hiện diện của anh ta. Họ đến cửa hàng mua những dụng cụ cần thiết. Kế hoạch là chia nhỏ từng bộ phận cơ thể và mang vào sâu trong rừng. Alex thì thoải mái nhặt đồ, David lại tỏ ra vô cùng lo lắng. Tối đến cả bọn khẩu trang chỉnh tề, hai cậu trai trải bạt ra sàn. Juliet đẩy cái xác xuống. Do không ai có bản lĩnh xẻ thịt băm xương, họ đành để nguyên trạng thái quấn lại vác đi. Lóng ngóng hết làm rơi đèn pin rồi ngã rúi rụi. Cùng lúc ấy tại một căn nhà bên kia thành phố, tay đồng bọn đang bị tra khảo về vị trí của Hugo. Thì ra anh ta chẳng phải nhà văn gì cả, mà nằm trong một nhóm tội phạm vừa ôm tiền bỏ trốn. Cái xác được cho lên xe, Alex nổ máy chạy trong đêm tối hướng thẳng đến cánh rừng. Theo ý kiến của cậu ta, họ bắt đầu rút thăm, ai chọn được que ngắn nhất sẽ phải phụ trách việc chia nhỏ thi thể. Mọi chuyện diễn ra trong căng thẳng, David là người đen đủi đó. Juliet đứng phì phèo điếu thuốc chỉ huy. Alex hùng hục đào hố, làm sao cho càng sâu càng tốt. Chỉ có David là toang nhất, hết cưa rồi búa, động đến cái nào cũng nhăn mặt cả. Trở về nhà họ xả nước xóa dấu vết trên các vật dụng. David thì nằm như bất tỉnh, đầu óc vẫn còn quay cuồng sợ hãi. Chỉ có Alex là thoải mái ngồi ăn vặt uống coca xem hài. Trong lúc cậu ta đánh trống mừng cho sự đổi đời, David xách theo vali lên gác mái. Tất cả những vật dụng liên quan đến Hugo cũng nhanh chóng được thiêu hủy. Cái gì đốt được thì đốt hết, không cháy tống vào xe đẩy xuống lòng hồ. Giờ thì có thể kê cao gối ngủ rồi, chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Cả bọn đến dự một buổi tiệc quyên góp từ thiện. Juliet và Alex vòng tay nhau hòa vào điệu nhảy. David vẫn ngồi trầm ngâm hớp ngụm rượu. Trong khi đó đám tội phạm vẫn đang cố tìm tung tích của Hugo. Trong bữa tiệc, Alex chợt nhận ra cậu trai Cameron, người đã từng đến phỏng vấn ở căn hộ. Tiện mồm Alex gọi lại buông vài câu bông đùa cả bọn cười khoái chí. Hành động đó đã khiến cậu bị đấm cho vỡ mũi. Về đến nhà, người thất thần tỏ ra vô cùng cay cú. Thấy tâm trạng cậu bạn có vẻ không ổn, Juliet liền rủ đi tiêu tiền cho khuây khỏa. Thế là từ ngày hôm đó, cặp đôi chẳng thiết tha gì làm ăn nữa. Suốt ngày nằm dài cùng nhau bù khú, rảnh làm mấy trò điên khùng rồi quay lại để lúc rảnh xem. David không chịu nổi nữa rồi, cậu tỏ vẻ bực dọc ra mặt, đến tắt tivi thẳng thắn đề nghị các cậu dừng ngay những việc nhảm nhí này lại. David không đồng tình với cách tiêu tiền hoang phí cùng cuộc sống trụy lạc bê tha. Quả thật họ không biết rằng mình sẽ phải trả giá những gì trong tương lai. Chiếc xe dưới lòng hồ đã bị phát hiện. David vẫn chưa vượt qua được chuyện xảy ra tối hôm đó. Càng ngày nó càng ám ảnh trong tâm trí cậu. Giờ ăn bỏ bữa vì chẳng thấy ngon miệng, tiền vứt đấy không tiêu cũng chẳng thèm gửi ngân hàng lấy lãi. Để tạo cảm giác an toàn, David cho vali tiền vào túi bọc kín lại nhét xuống bể trứng nước. Gọi điện xin nghỉ ở nhà làm hẳn chiếc khóa mới cho gác mái. Ngồi thu mình trên đó nhấm nháp nỗi ám ảnh. Cũng may nhờ vậy mà thoát được cuộc đột kích bất ngờ của đám tội phạm. Juliet và Alex bị khống chế ngay sau khi mở cửa. Mới đập hai cái chưa cần hỏi, Alex đã khai tiền trên gác mái. Một tên trèo thang lên xem xét, tên còn lại ở dưới đá bóng một mình. Thế rồi chỉ nghe tiếng bục của bốn đện xuống đầu mà không thấy tiếng la hét. David đã thủ thế chờ sẵn và xuống tay với kẻ đột nhập. Tên còn lại cầm thanh sắt thận trọng bật đèn. Cái bóng nổ tung cũng là lúc mạng số của hắn điểm giờ tàn. Hai cái xác được quăng xuống sàn, David nhảy theo tiếp đất không khác gì người nhện. Quả thật không nhờn được với mấy tay thư sinh đeo kính. Lúc này đôi bạn ngồi trên xe sợ không thốt lên lời. David thì vững tay lái mặt không cảm xúc, kiểu thường thôi, làm nhiều nó thành quen ấy mà. Vẫn theo cách thức cũ, tiếng cưa rít trong đêm nghe đến rợn người. Căn nhà giờ đây trở nên âm u và đáng sợ. David nhốt mình trên gác mái hì hục khoan lỗ, biến nó thành phòng ở mới. Alex giờ cũng phải né thẳng bạn hiền lành khi sư mình vẫn hay bắt nạt. Muốn lấy tiền tiêu cũng chẳng dám leo lên lục lọi. Đột nhiên một ngày cảnh sát gõ cửa vào nhà lấy lời khai. Họ muốn thu thập thông tin về vụ cướp mới xảy ra ở tầng dưới tòa nhà. Thế nhưng có điều khác thường, ông ta hỏi ba người còn lại có nghe thấy gì không. David gạt đi và nói chỉ còn hai người nữa. Tối đến Alex quyết định trèo lên mái. Trước khi hành động còn dặn dò Juliet cẩn thận. Thấy có biến phải gọi cảnh sát ngay nhé, chẳng may có chết tớ cũng muốn toàn thây. Chiếc giường trống không, David không có trên gác mái. Cậu ta ở dưới nhà nhanh chóng chạy tới khống chế Juliet. Alex sau một hồi lục lọi cũng đút được vài cọc vào túi quần. Vừa hớn hở trèo xuống đã bị David chặn đầu với chiếc máy khoan đang khởi động. Sợ hãi lau hai bàn tay đầy nước, cậu thanh minh chỉ lên để nói chuyện. May mà Juliet lên tiếng cản lại, Alex nhờ thế chỉ ngất đi vì sợ thay vì thủng sọ. David đã bị chứng lo sợ tâm lý ám ảnh, hết đám tội phạm rồi cảnh sát đến tìm. Giờ đây cậu ta chẳng tin tưởng một ai hết, chỉ chăm chú đến việc bảo vệ tiền cùng mạng sống bản thân. Nằm trên mái cũng mất ăn mất ngủ, bất kỳ tiếng động nào bên dưới cũng làm David giật mình, chạy khắp nơi nhìn xuống quan sát. Tên ông cả đống vẫn sống trong nỗi sợ thường trực trong tâm trí. Alex hôm nay đi làm bị tổng biên tập gọi vào nhà vệ sinh giao việc. Ba cái xác đang phân hủy không thể nhận diện. Đó sẽ là tin sốt dẻo, cơ hội thăng tiến cho cậu đó. Không chần chừ Alex lái xe đến hiện trường. Cậu tranh thủ xem xét và nghe ngóng thông tin. Trong khi đó ở nhà, Juliet đang giúp tâm trạng David trở lại bình thường. Thấy tình hình có vẻ bất lợi, Alex tức tốc chạy ra xe. Về nhà đã thấy đôi bạn ngồi ghế chờ đợi, họ biết được thông tin qua báo chí TV. David to tiếng trách mắng, tớ đã nói nó không đủ sâu mà cậu không nghe lời. Juliet cũng quay xe, tỏ ra cùng phe với David. Đêm hôm đó cậu trai gặp ác mộng choàng tỉnh. Cô gái đã ngồi đó từ bao giờ giải thích chuyện của mình với David. Juliet liếc mắt nhìn lên tầng rồi đặt chữ lấp lên bàn. Hôm sau thanh tra lại đến, họ đưa ra những tấm ảnh của nạn nhân và chất vấn cô nàng bác sĩ. Juliet cố làm ra vẻ bình tĩnh, rất tiếc nhưng tôi chưa gặp ai trong số họ. Với Alex cũng là một kịch bản tương tự. Vị thanh tra để lại số liên lạc rồi cất lời chào ra về. David vẫn cố thủ trên gác mái không chịu xuống. Theo như những gì quan sát được, cậu biết bên cảnh sát đã cho họ vào diện tình nghi. Chiếc vali tiền là chứng cứ duy nhất có thể tống cả bọn vào tù. Nửa đêm tỉnh dậy, Alex nén cầm điện thoại vào phòng định quay số tới ngày thanh tra. Tiếng động bên ngoài khiến cậu dừng giữa chừng nghe ngóng. David đang lén mang chiếc vali thu dọn đồ đạc rời khỏi căn nhà. Alex ngồi chờ đầu dây bên kia bắt máy mà không tránh khỏi lo sợ. Tiếc rằng đó là số văn phòng, giờ này không còn ai trực cả. Bên ngoài David đã bị Juliet bắt gặp, cô nàng ngỏ ý muốn đi cùng. David phát hiện ra Alex đang nén gọi điện thoại, cậu ném chiếc vali xuống sàn yêu cầu đứa bạn ra nói chuyện. Chẳng còn cách nào khác Alex lấy hết can đảm đi ra. David giờ thì xanh chín luôn, rất tiếc bọn tao phải bỏ mày ở lại. Hy vọng đừng để bụng, đời có lên có xuống lúc thăng lúc trầm. Không khí trong căn phòng trở lên vô cùng căng thẳng. David ném ra tấm vé máy bay mà Juliet đã ném mua từ bao giờ. Thì ra cô nàng là người đầu tiên có ý định bỏ trốn với số tiền. May thay Alex đứng ra chịu trận, cậu nói rằng mình chính là người mua vé. David nguôi cơn giận, xách vali định bỏ đi một mình. Có điều cô gái vẫn tiếc số tiền đứng chặn cửa chính. Alex cố hét lên, Juliet, kệ nó đi. Thế rồi David đặt vali đấm một cái hết lực vào mặt Juliet can tội lì lợm. Alex không nhịn được nữa lao đến giết cổ David. mày làm gì cũng được nhưng cấm động vào cô ấy. Cứ thế cuộc chiến sống còn diễn ra giữa ba đứa bạn thân. Juliet xài cả chiêu cắn càn. Alex do vết thương ở chân chưa lành nên cặp đôi tỏ ra thất thế. Juliet bị sút ra xa còn Alex bị đè xuống sàn nhà. Chẳng chút tình người, David với cái dao đâm ngập sàn. Đang định kết liễu đứa bạn thì bất ngờ hắn khựng người lại. Juliet đã xuyên con dao qua cổ họng cậu bạn cận hiền lành nhút nhát khi xưa. Thế rồi lòng tham nổi lên chiếm giữ tâm trí. Thay vì rút con dao cứu Alex, cô nàng cầm tấm gỗ đập xuống đều đặn. Cậu trai gào lên trong đau đớn. Đến lúc cận kề cái chết vẫn không thể ngờ được lòng dạ đàn bà. Juliet nở nụ cười đáng sợ thất thiểu kéo chiếc vali rời đi. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Đột nhiên Alex cười điệu danh mãnh. Ngoài xe Juliet ôm đầu gào khóc như phát điên. Trong vali chỉ toàn là đống giấy lộn buộc dây. Số tiền đang ở ngay dưới chỗ cậu trai đang nằm. Juliet ra sân bay bỏ trốn. David thì được đưa vào phòng xác. Tình bạn bao năm của họ kết thúc như thế đấy. Đúng là tiền bạc chẳng khác nào vôi. Nó có thể phá hủy mọi thứ, từ mạng sống đến nhân cách con người. Bạn còn không tin thì tin ai, nhưng lúc này đây thì biết nói gì hơn nữa ngoài chữ buồn. Hẹn gặp mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha.